Thấy gì không? Tell me wonder. Tôi cho các bạn coi. Hồi nãy buổi sáng sớm tôi dậy là tôi đã đóng được cái khung này rồi nè. Tôi mới đóng được cái khung này nữa nè. Từ để tôi chưa có làm được cái cầu thang lên phía trên nữa. Còn nhà này mới xây à, chưa xong. Nhưng mà cái đinh ba thì What? Cái đinh ba mới thì đẹp không, đẹp không. Chưa xong, còn phía dưới nữa có cái chuồng ngựa để dưới, chắc là tôi để chuồng mèo. Xong rồi tôi sẽ xích con Nana của tôi về trước nhà đó. Xong rồi tôi sẽ ốp cái gạch lên. Cái chùa bên nhà KL7 mình tạm ngưng rồi các bạn ạ, để mình xây hai nhà này xong rồi mình mới qua bên đó mình xây. Nhưng mà mình đã xới rồi. Không được các bạn ạ, không làm bê tông đen được, phải làm bằng cái đá đen nó mới đẹp. Quang đã đi leo nóc này coi cái nhà đó có đẹp không. Hay là bây giờ mình đi rèn đồ nhỉ, mình cấp 51 rồi nè. Đi lên đây đi. Thang đâu, có thang đi lên trên nhà không? Nó nhìn từ xa thì cái tòa lâu đài, à không, cái tòa tháp của mình thì nó như thế này. Chứ ở dưới nó là một cái lâu đài cho phù thủy. Chưa xong đâu, cái lâu đài này mà xong là nó đẹp lắm, nó có cả lá cây nữa. Nó có cả lá cây để gắn lên nó nữa. Bây giờ mình sẽ lấy ngọc để mình ép cái đinh ba nè. Thử độ may mắn nè. Bùm bùm. Đâu rồi? Ép ở đâu nhỉ? Nhà mình cái đồ ép để đâu nhỉ? Cái máy rèn đâu rồi nhỉ? À quên sách chứ. Sách của mẹ mình đâu rồi nhỉ? À trên lầu à. Yếu điện quá. Cắm cho cây đuốc này cho nó sáng, học bài cho nó dễ nè. Trời ơi sao cây đinh ba nó hư rồi. Đây đúng không? Nhìn nè, nhìn công chúa biển cả của tôi nè. Trời ơi, là trời ơi. Look. Trời ơi. Áo thật đây. Trời ơi. Trời ơi. Và hai tay hai cây đinh ba. Đi về quê giạc tôi KL7 nữa. Về làng thôi. Về làng hỏi mọi người coi. Tại sao mình phải đi thuyền? Đâu? Mẹ, công chúa có biển cả mà cần phải đi thuyền à? Tại sao mình phải đi thuyền? Đâu? Bay về cho nó nhanh. Few inches later. Rồi, đi tới đây là sắp tới nhà rồi. Sắp tới nhà thì chứ không có nước. À quên, nhà mình có nước. Trời ơi, tính ra tôi có này tôi bay nhanh ghê. Lộn má, qua cái rừng này là tới nhà tôi rồi nè. Ảo thật đấy. Nhanh thiệt sự luôn, này mà có đống nước chắc thề tôi bay tới kia luôn á. Tại sao mình nên sống ngoài biển, mình không nên về bờ, mình không nên về trong làng. Về làng là đi xa.
đi xa lắm, thấy không? Toàn là chướng ngại vật thôi. Thầy ơi, nước, đúng là không có nước tôi không sống được đâu. Ai không có nước? Tê về làng. Tao quăng meo về làng rồi. Tôi thấy cái cây đó rồi kìa. Tôi thấy cái giàn giáo đó rồi kìa. Tôi bay một phát về nhà tôi luôn nè. Đâu vậy? Ủa, tôi lên nóc nhà. Ủa, tôi đang trên cái cây. À, tôi đây. Cây này chắc giải tỏa đi thôi. Ôi, tớ đang đi kiếm cái đó cậu ơi, đừng có khè trước mặt tớ nữa cậu ơi. Cậu ơi, nhìn nè. Ở kìa. Ơi, cậu đi đâu đấy? À, tớ nhìn đủ rồi cậu ơi. Cậu nhìn nè. Chứ hồi trưa nay tới gặp cậu, cậu cũng cầm một cây rồi mà. Ờ đâu, cậu lại nhầm với ai rồi? Tớ đời cậu... có cây nào đâu. Cậu có một cây, cậu đem đó cậu khìa tớ, cậu phi vô người tớ đi phải. Không, không. Trong này chỉ có ba người có thôi. Cậu là một nè, cậu đó kia là hai, với cậu Boomerang gì đó là ba. Tớ có đâu. Tớ không có, tớ mới phải đi kiếm này. Cậu còn khè trước mặt tớ hai cây luôn chứ. Bây giờ chưa có đâu, tối mới có. Giờ mà cậu đi tìm khi nào mới có. Lỡ mày khi tối nó sẽ bao rồi. Hình như là ở như làng mình có người có oxy đúng không cậu? Người có oxy là sao? Cái cục bong bóng nổi lên này nè. Cái đó gọi là cái gì, bọt biển đúng không? Cái này hả? Cậu có hả? Cậu kiếm nó ở đâu ấy? Tớ đi kiếm trái tim của biển cả, xong rồi tớ lấy mấy cái vỏ sò tớ chế tạo ra cái đó. Cậu biết chỗ nào có cái đó không? Cái lâu đài á. Cái lâu đài mình đi theo hướng... đợi tớ xin. Cậu đi thẳng theo hướng này luôn. Đi thẳng theo hướng này luôn. Ra ngoài đó là sẽ thấy biển, đi thêm tí nữa, một chút thôi là có thủy cung luôn. Thủy cung á hả? Nó là thủy cung hả? Đúng rồi. Ok, mấy cậu kia... Cái Atlantis chứ, ừ, cái Atlantis đúng rồi. Nó là thành phố biến mất hả? Ừ, là Atlantis đi. Nó là nhà của mình đấy. Mình đi về đây, về với bố mình đây. Mình sẽ đi kiếm thêm vài cây nữa. Có, mình sẽ tặng ông ngoài đó, ngoài. Ơi tặng luôn hả trời ơi. Ok nhá. Ok cậu. Chứ tớ, đi kiếm 3 ngày 3 đêm. Chắc cộng thêm 3 ngày 3 đêm nữa là 6 ngày 6 đêm quá. Tớ tìm mới có 3 con mà 2 con có hay cậu. Ok, ok. Có ai may mắn như cậu đâu. Trời ơi. Cậu đi không? Cậu đi thì muốn đi luôn. Kiếm tiếng ba. Đi chung luôn này. Tớ đi ra. Tớ đi kiếm ngày thứ hai, tớ đi kiếm, tớ gặp đúng một con cầm linh ba. Tớ gặp ba con cầm... rồi. Bốn con rồi. Cầm... Nhưng mà tớ đánh cầm... rơi ra không? Tớ cầm cái kiếm nhữ ba, tớ chém một phát nó không rơi ra cái gì. Ô cả. Bạn đất kia bạn lấy cái kiếm sắc bén bốn bằng chém một phát ra nguyên cái linh ba luôn. Bực cái hôm chứ. Đầu tiên tớ cầm mỗi cái cây kiếm bình thường, không có cái nhặt, không có gì hết mà nó vẫn ra nè. Xong rồi nó ra thêm con nữa nhưng mà nó không có. Trời ơi, nhữ ba chỉ là một con số là sao? Đúng rồi đó cậu ơi. Bên kia cậu ơi. À ok cậu. Nó cũng hình như là 2000 block á, cho nên mình chạy mình cho nhanh luôn nha. Ok cậu, cứ đi đi, tớ đi theo được. Có cần phải đánh con cầm đi ba nữa mới ra đi ba không? Đúng rồi, bắt buộc.
Úi dồi, cậu bay. Lướt như Poseidon, chịu hồi sấm sét như... À, lướt như Poseidon, ném phóng lợn như Aquaman luôn. Bố tớ, đồ của bố tớ mà cậu. Bố thấy con gái ra biển cho nên bố độ cho hai cái. Hai cái mới chịu cơ. Đứng mất rồi, à đây à. Úi dồi ôi. Tớ đang coi coi cái cây nào bay được để tớ bay cho nhanh cậu ạ. Ảo thật đấy. Tớ hay đi chậm lắm cho nên tớ chỉ ở dưới nước thôi. Gia đình bà dễ thế. Đằng sau là một con người có đinh ba, còn đằng trước là hai thằng nhìn trong sự... Thôi mà cậu, tí cậu đi thế nào cậu cũng gặp giờ á. Cậu đi chung với tớ cậu sẽ may mắn mà. Có đủ hai cái cho mỗi người một cái không cậu? Cái đó còn tùy thuộc vào nhân phẩm của hai cậu đó. Trời ơi, nhanh dữ vậy. Con gà nó có tội tình gì đâu cậu, trời ơi. Tôi lấy lông gà tôi chế tên cậu ạ. Làm cung vô hạn đi. Đừng lấy cung sửa chữa làm gì. Sao cậu không lấy cung vô hạn ấy? Tớ đang cung vô hạn mà. Cung vô hạn thì không cần phải sửa chữa mà đúng không? Đúng rồi. Không ép được sửa chữa. Sửa chữa với vô hạn là hai cái option à. Chọn một trong hai. Người ta lặn, người ta bơi cái đôi nữa rồi. Trời ơi, vậy tớ có chân vịt tớ còn bơi không lại mấy người lướt lả lướt mà. Rồi mà các cậu, tớ đi bộ chậm lắm. Ở dưới nước tớ sẽ đi nhanh như các cậu, nhưng mà trên bờ thì tớ sẽ đi chậm hơn. Ừ thì có ai được lả lướt như dưới nước đâu mà biết. Thì tí nữa các cậu cũng sẽ có thôi mà. Nhưng mà nếu dùng cái đấy thì không phi được nữa đúng không? Thì chỉ có một trong hai cho cái nên thôi. Cho nên mới làm hai cái đó cậu. À, cho lên cái đâu. Cho lên mới rơi được hai cái. Sao cái quả núi này giống cái quả núi hôm qua mình đào cái gì ta? À không phải. Mình đào bên sa mạc mà. Ấy sa mạc đấy cậu. À, thế à? Ờ, thế chắc quả núi này rồi. Tớ chỉ đào đúng một tầng thôi. Nãy cậu kêu một tí nữa có. Tớ không biết cái một tí định nghĩa như thế nào nữa. Cậu phải một tí đi của... đủ xa cái... chứ, phải ra biển chứ. Ở trong, một tí ở của... trong làng một tí lâu. Của tớ là hơn 3 ngày rồi đó. Một tí của tớ hơn 3 ngày rồi chưa có. Các cậu ở trong làng lâu có lắm. Các cậu phải ra biển cơ. Hay sang đảo nhà cậu đi kiếm nhỉ? Ở nhà tớ cũng hay có. Đảo nhà tớ gì cũng có. Đảo mèo mà. Mèo còn spawn ra mà. Sang đảo của cậu kiếm mà đi ra dễ hơn. Đảo tớ cũng có, nhưng mà đảo tớ thì không có Atlantis các cậu ạ. À. Tớ đi qua Atlantis, tớ đi vòng ra cái đảo của cậu đi. Đảo của tớ dễ tìm mà. Đảo của tớ cách mọi người có 1000 block chứ mấy. À thế nhỉ? Ra đến biển rồi nè. Ra rồi nè. Đi tìm tới của cậu đấy. Đây rồi. Tìm sâu luôn rồi. Đó đây nè, tới dưới nước nè. À, các cậu ơi. Chết mẹ rồi, lạc rồi. Cậu ơi. Lướt nhanh quá, bỏ các cậu đi đâu mất tiêu rồi. Tại sao lại có con Guardian nhỉ? Thế cậu ơi, muốn lấy cái... Cậu ơi, có con Guardian kìa. Tôi thấy rồi cậu ạ, để tôi bắn nó. Tiếng gì kêu nhỉ? Tiếng của nó kêu á cậu. Từ.
ơi, thu thập cái đấy về kiểu gì hả cậu? Thu thập đèn biển về kiểu gì? Thu thập cái gì hả cậu? Cái đèn biển đấy cậu. Đèn biển á. Tôi đập ra nó toàn ra cái tinh thể năng tụ thôi. Tớ cũng không biết nó. Từ từ đã. Cậu kia đâu rồi nhỉ? Tớ không thấy cậu kia đâu rồi. Ôi, con này 109 máu cậu ạ. Bỏ đi cậu ơi, nó là con boss đấy. 109 máu đánh đi bao giờ. Cậu đào đủ. Nó rút máu mình hả cậu? Nó bắn ria laser cậu ạ. À, tớ chưa đào gì hết. Tại vì tớ đang không biết đào gì nè. Mới tới đây à. À cậu ơi, mưa à. Cậu đỉnh quá. Cậu bay như chim ý. Trời mưa này tớ bay được. Xong chưa mọi người ơi? Cậu ấy chưa biết đào gì cậu ạ. Cậu chỉ đi. Tớ chưa biết đào gì á cậu. Rồi xuống đây. Cậu ơi. Đây dưới này. Đây cục này cậu ơi, cục này. Đào hộ luôn. Cục màu xanh này á hả? Để tới đào hộ luôn. Cục không mấy cái đèn đó thì không. Đèn thì không đào. Đúng rồi, mấy cục ngay đây luôn này. Cậu đào khoảng 16 cục á, mỗi loại 16 cục. Cậu đào xong chưa? Mỗi loại 16 cục nha. Thế thì chưa cậu ạ. Cái con kia nó cứ bắn mình thôi. Cái con đấy nó cứ bắn mình cho tới khi nào mà nó thôi luôn hả cậu? Nó chết thì nó không bắn nữa cậu ạ. Đúng rồi. Trừ khi thì cậu nó ra, phải giết ra... nó rồi. Cậu ra khỏi tầm mắt của nó. Vậy cục này không nhỉ? Ở đâu đây là cục? Đây là cái cầu thang mà. Đây là cái cục đâu rồi ạ? Cục đây là cái cục nào nhỉ? Dám chơi con gái hờn biển cả, mày có chạy đi không? Cậu biết còn ta là Pusami không? Không chứ cậu ơi, về lắp đặt thôi. Từ để tớ kiểm tra đã. Tớ còn đang muốn đi nữa. Tớ chưa khám phá hết. Đây này tớ mới có nhiêu đây ạ. Cái con này 10 nè, cậu lướt trên trời được á. Ờ, tớ biết rồi, nhưng mà cậu ơi, như thế này là tớ đủ chưa? Đủ rồi, dư rồi. Dư rồi hả? Nhưng mà tớ thiếu oxy, tớ thiếu cái cục oxy. Cục oxy tớ đưa cho cậu mà. 12 năng trụ màu sẫm kìa, 16 mà. Cục oxy là cái ống dẫn á. Để tớ cho cái này nữa. Thiếu cái cục gì hả cậu? Ống dẫn á, ống dẫn tớ đưa cho cậu rồi. À, nó là cái này đúng không? Nó phải này không? Tớ. Đúng rồi. À. Ống dẫn không làm nào nữa rồi. À, bạn phải có trái tim của biển cả với lại có vỏ ốc. Vỏ ốc và trái tim. Thế bây giờ làm sao để đi kiếm trái tim hả cậu? Trái tim thì có cái thuyền đắm á, mình đi kiếm thuyền đắm đi. Nè, bây giờ trên này có cái thuyền đắm gần nhưng mà có người khám phá rồi nè. Cậu qua đây, đi theo tới. Đâu, nó như nào? Lấy đồ hết đi rồi đi luôn. Đâu cậu ơi, tớ vẫn chưa thấy đinh ba của bọn tớ cậu ạ. Tớ không biết là có phải do ngoài này ngoài biển không. Chỗ dùng đất này nó không có đinh ba được đâu cậu. Nè, dưới này. Đâu cậu? Đó, sẽ có cái thuyền đắm như kiểu như thế này nè. Trong cái thuyền đắm này sẽ có khoảng chừng là 2 đến 3 cái rương. Trong wow. Mỗi cái rương nó sẽ có xác suất ra cái bản đồ kho báu. Cái rương này, trong này có hiện có 3 cái nhưng mà ai lấy luôn rồi á. Hay quá vậy ta. Trong này có một cái này.
Ừ, đâu rồi? Đâu cậu, có cái rương gì ở đây không? Bây giờ không rồi. Dưới này, dưới này, dưới này, dưới này cơ. Rương nó sẽ nằm ở chợ. Trên đây khám hiểm thật là đã. Sẽ nằm trong cái khoang tầng hầm của cái thuyền á nha, chứ... Nó trong đây là tầng hầm á cậu? Đúng rồi, dưới này là tầng hầm này. Nhưng mà mọi người đào hết rồi. Ừ, mọi người đào hết rồi, thế rồi. Dùng không đúng không? Sẽ có xác suất ra bản đồ với lại bản đồ thôi. Ra bản đồ kho báu rồi từ cái bản đồ kho báu đó mình đi đào lấy kho báu. Trong cái kho báu đó sẽ có xác suất ra cái trái tim quyền cả. Có nhiều thuyền như thế này không cậu? Có nhiều lắm, nhưng mà khó kiếm lắm. Thường thường thì mình sẽ cho con cá heo ăn để cho con cá heo nó dẫn mình đi tìm mấy cái thuyền ấy. À, hay quá ta. Đúng rồi, nhưng mà phải có thuyền ở gần đó thì cá heo mới dẫn mình đi nha. À, ta hiểu rồi. Không có thuyền, không có thuyền gần đó thì có mượn cá heo cũng không dẫn mình đi đâu. Ok cậu. Wow, cái này mình có đinh ba rồi, mình phải đi phóng hết cả biển thôi. Tuyệt vời. Ờ, có đinh ba rồi, tới sẽ đi. Lướt trên không đi cậu ơi. Sao đấy cậu? Lướt trên không đi, giờ trời đang mưa nè. Mưa mà không lướt trên phí lắm. Cây của tớ nó... Cái cây này của tớ nó... Nó gồng hơi lâu cậu ạ. Mình nhấn liên tục được mà. Tôi thấy cái gì sáng sáng phía dưới này cậu ơi. À đây là cái chỗ đó nè. Đem mấy cái này về xây nhà. Lại cậu ơi, tớ lỉnh vãi. Ảo thật đi. Cậu đấy. Tớ đi farm level nhưng mà tớ lại mất sạch level. Cậu tham quá làm chi. Quên cười vãi. Sao cậu ạ? Mất đồ được rồi cậu ạ. Ok cậu. Tớ vẫn buồn cười. Cậu kia chắc đi về trước rồi. Đúng rồi, cậu đi về trước rồi. Phải không? Cậu đi về trước rồi. Ok cậu, tụi mình về thôi. Cậu nhớ đường về không? Tớ không rõ nữa, nhưng mà chắc là tớ về được. Nhưng mà tớ thì nhớ đường về đấy. Ok, cậu cứ đi đi. Ngoài biển à. 3.300. Ok. Nhà ông nào đây? Nhà ai xây dưới biển vậy? Ủa? Ảo thật đấy. Nhà mình. Ủa cái bể cá nhà mình mà. Ảo thật đấy. Nhà mình mà. Lú rồi các bạn ơi. Chơi nhiều quá lú rồi.